Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Bonsai Việt Nam xin tiếp tục báo giá tới quý vị và các bạn một số tác phẩm còn lại của kỳ báo giá tháng 8 này của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Lộc Vương này có phê à? Một cái tác phẩm Lộc Vương có cái mẹ đẹp quá. Quá đẹp luôn. Phê ngất ngây. Cái này ra mấy bông hoa. Cao là chiều 80. Cao 80. Mành chú cổ thân là được 120. Mành gốc này 120. Tàn là được 120. Tàn ngang 120. Giao lưu với anh em cây này là 25 triệu. Tác phẩm Lộc Vừng có cái bẹ rất đẹp này, giá 25 triệu. Đấy, một cây tùng La Hán Nhật nữa này. Đây là một cây tùng La Hán Nhật xuất xứ Nhật Bản. Vành nhận được 70. Vành gốc 70. Cao là 3 mét. Cao 3 mét. Tán bay từ điểm đầu đến điểm cuối là 3 mét 3. Tán bay 3 mét 3. Nó có giá giao dịch của anh em là bằng 100 triệu. Cây tùng La Hán Nhật này có giá 100 triệu. Gốc như này mất mấy chục năm rồi, cả trăm năm. Một cái bệ xanh. Một bệ xanh năm điền anh em nhé. Cơ bản là tay cút kít là xong hết rồi. Giới thiệu tới quý vị các bạn một cây tùng Nhật nhé, tùng La Hán Nhật Bản. Một tác phẩm nhập khẩu đang có mặt tại hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Cái này mà phù hợp với bố trí sân vườn, hồ coi để biệt thự các kiểu anh nhỉ. Cây này quá đẹp rồi. Hồ coi nữa mới này đặt ở đầu cổng nữa vào. Cây này kích thước như thế nào anh? Cây này có cái hoành, cái này là 140 này chú này. Hoành. Hoành gốc 140. Hoành 140. Cao là 3m9. Cao 3m9. Tán từ điểm đầu đến điểm cuối là 2m6. Tán rộng 2m6. Cây tùng Nhật này đang báo giá nào? Cây này giao lưu với anh em là 250 triệu. Đồ chơi đẳng cấp. Đang báo giá 250 triệu.
Đây giao lưu với anh em một tác phẩm Nam Điền này. Xanh Nam Điền. Đo bệ cho anh em dưới này nhé. Vành này là 180 anh em này. Vành góc 180. Tay cành là thông rồi, tay cành là có đủ các cút hết rồi này anh em này. Nuôi dăm bông này, mặt trước mặt sau rất đẹp này, mặt sau này chú ơi. Mặt sau đẹp. Vành 180 này. Cao là được 80 này. Cao 80. Tàn bay 1m2 này. Tàn ngang 1m2. Này giao lưu với anh em là 25 triệu. Xanh Nam Điền giá 25 triệu. Một tác phẩm phi lao. Có cái tàn bay điệu đấy. Tàn bay quá đẹp. Hoành đo chỗ cổ đắc này là 60 nha chú Biển này. Vâng. Chỗ cổ đắc là 60. Cao là 1m2. Thân trực cao 1m2. Tàn bay là 2m2. Tàn bay 2m2. Điểm đầu lên cuối. Giao lưu anh em là 25 triệu. Đây, cái phi lao có giá 25 triệu. Cả chậu. Chậu đẹp. Chậu chi tiết. Cả chậu bao ship 25 triệu. Đây, một cây long. Mình có một đôi. Một đôi long. Một đôi long. Đây một cây, bên kia một cây, sẽ đo cho anh em nhé. Vành đây là được 130. Mình có 130. Cao là 2m10. Cao 2m1. Tàn bay là 2m8. À, chào bác. Lâu lắm đến bên này gặp bác lên trên này. Đây cây thứ hai của cặp long này. Cây này vành được 100. Vành 100. Cao 2m3 như nhau. Cao 2m3. Tàn là 2m8. Ngang 2m8. Anh Hiệp ơi. Dạ. Anh nhớ mới mang cái này thôi. Vâng. Cái cặp mình là giao lưu với anh em là bằng 56 triệu. À, cặp long đang giao lưu là 56 triệu cả đôi quý vị nhé. Không phải anh Mạnh. Vâng. Bác vào nước thì chờ nào. 56 triệu đấy, bác ngắm đây không? Bác trông có đuôi nào bác mang ra để bán.